Chào chị. À, chào chú. Dạ, chị Hoa mua cái sản phẩm Tế bào gốc Multi chút vào được mấy gói rồi chị? 10 gói rồi, 11 gói rồi. Đấy, cái À, cơ. à 10, một hộp là 10 gói, là hộp thứ hai vào một gói rồi. Dạ, cái cơ thể đầu tiên là chị bị bệnh gì? Mảnh khớp. Ngoài ra bị khớp ra còn bị đau gì nữa không chị? Đau khớp rồi, đau đau đầu, đau đầu nhức đầu, thoái hóa khớp, lưng. Rồi đau chân. À, khi chị uống vào cái gói đầu tiên cơ thể chị thấy thế nào? Gói đầu tiên chưa có hiện tượng, gói thứ hai, thứ ba là bắt đầu nó đau đầu, đau nhức đầu, xong là xuống cổ rồi xuống vai rồi lưng. Chị uống đến gói thứ mấy là chị thấy cái cơ địa mình bắt đầu cái hiện tượng đau là giảm dần chị? Làm dần này chắc gói thứ thứ tám rồi, chắc thứ tám, 2 3 ngày nay mới người mới thấy đỡ đỡ, nhưng mà cái đầu vẫn còn hơi nhức Dạ, chị nhức. uống cái sản phẩm tế bào gốc Multi chút đó thì chị có thấy người sau khi uống vô chị có thấy người nó nhẹ nhõm với người nó khỏe hơn không? Nhiều mạnh quá bây giờ cũng chưa chưa nhẹ. Dạ. Chưa thấy nhẹ mà cái chân đau vẫn là ngồi đứng cũng còn khó. Dạ. Chị uống đều đều cho em và uống thật nhiều nước ấm nhé chị. Ngày nào chị cũng uống nhiều mà. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chúc chị sức khỏe. Cảm ơn chú.